Chào mừng các em đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Vũ Thanh Thu. Rất vui được gặp lại các em. Trong tiết toán hôm nay, cô và các em sẽ cùng thực hiện nhân một số với một tổng. Trong bài học này, cô sẽ hướng dẫn các em cách thực hiện nhân một số với một tổng bằng nhiều cách khác nhau. Và bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu bài học nhé. Cô có ví dụ sau. Tính và so sánh giá trị hai biểu thức 5 nhân mở ngoặc 6 cộng 4 đóng ngoặc và 5 nhân 6 cộng 5 nhân 4. Các em sẽ tính giá trị của hai biểu thức này vào giấy rồi so sánh hai kết quả với nhau cho cô nào. Ta có 5 nhân mở ngoặc 6 cộng 4 đóng ngoặc sẽ bằng 5 nhân 10 và bằng 50. Với biểu thức 5 nhân 6 cộng 5 nhân 4 sẽ bằng 30 cộng 20 và bằng 50. Các em có nhận xét gì về giá trị của hai biểu thức này? Ta thấy giá trị của hai biểu thức này bằng nhau và bằng 50. Vậy ta có thể viết 5 nhân mở ngoặc 6 cộng 4 đóng ngoặc bằng 5 nhân 6 cộng 5 nhân 4. Ở biểu thức thứ nhất, 5 là một số và 6 cộng 4 là một tổng. Ở biểu thức thứ hai, 5 nhân 6 chính là tích của số thứ nhất trong biểu thức với số hạng đầu tiên của tổng. Và 5 nhân 4 là tích của số thứ nhất của biểu thức với số hạng thứ hai của tổng. Và biểu thức 5 nhân 6 cộng 5 nhân 4 chính là tổng của các tích giữa số thứ nhất của biểu thức với các số hạng của tổng. Gọi số này là A và tổng là B và C. Ta sẽ có A nhân mở ngoặc B cộng C đóng ngoặc sẽ bằng A nhân B cộng A nhân C. Và đây chính là quy tắc nhân một số với một tổng. Vậy muốn nhân một số với một tổng ta làm thế nào? Muốn nhân một số với một tổng, ta lấy số đó nhân với từng số hạng của tổng rồi cộng hai kết quả với nhau. Như vậy là cô vừa giúp các em nắm được cách thực hiện nhân một số với một tổng. Các em hãy vận dụng kiến thức mà chúng ta vừa được học và thực hành vào làm bài tập cho cô nhé. Chúng ta cùng đến với bài tập số 1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống theo mẫu. Trong bảng này chúng ta sẽ có 5 cột. Cột thứ nhất là giá trị của A, cột thứ hai là giá trị của B, cột thứ ba là giá trị của C, cột thứ tư là giá trị của biểu thức A nhân mở ngoặc B cộng C đóng ngoặc, và cột thứ năm là giá trị của biểu thức A nhân B cộng A nhân C. Nhiệm vụ của các em trong bài tập này là các em sẽ thay giá trị của A, B, C vào trong hai biểu thức rồi tính kết quả. Có ví dụ, với A bằng 4, B bằng 5, C bằng 2, ta sẽ thay vào biểu thức A nhân mở ngoặc B cộng C đóng ngoặc sẽ bằng 4 nhân mở ngoặc 5 cộng 2 đóng ngoặc bằng 4 nhân 7 và bằng 28. Tiếp tục ta sẽ thay những giá trị đó vào biểu thức A nhân B cộng A nhân C sẽ bằng 4 nhân 5 cộng 4 nhân 2 bằng 20 cộng 8 và bằng 28. Và tương tự như vậy, các em sẽ thực hiện làm vào vở cho cô với hai trường hợp còn lại. Và bây giờ các em cùng đối chiếu bài làm của mình với kết quả của cô nào. Với A bằng 3, B bằng 4, C bằng 5, ta có 3 nhân mở ngoặc 4 cộng 5 đóng ngoặc bằng 3 nhân 9 và bằng 27. Tiếp tục thay vào biểu thức thứ hai, ta có 3 nhân 4 cộng 3 nhân 5 bằng 12 cộng 15 và bằng 27. Với A bằng 6, B bằng 2 và C bằng 3, ta có 6 nhân mở ngoặc 2 cộng 3 đóng ngoặc
bằng 6 nhân 5 và bằng 30. Tiếp tục thay vào biểu thức thứ hai, ta có 6 nhân 2 cộng 6 nhân 3 bằng 12 cộng 18 và bằng 30. Qua 3 trường hợp, các em nhận thấy giá trị của hai biểu thức này như thế nào với nhau? Chúng ta thấy rằng cả 3 trường hợp thì giá trị của hai biểu thức này luôn luôn bằng nhau. Như vậy, giá trị của hai biểu thức luôn luôn bằng nhau khi ta thay các chữ A, B, C bằng bộ số. Như vậy, qua bài tập số 1 này, các em đã biết thêm được một cách tính với dạng toán nhân một số với một tổng. Ở những tiết học trước thì các em đã biết là muốn nhân một số với một tổng thì ta sẽ tính kết quả ở trong tổng trước được bao nhiêu ta sẽ nhân với số thứ nhất. Còn hôm nay chúng ta sẽ biết thêm được ngoài cách đó ra thì ta có thể lấy số thứ nhất nhân với từng số hạng của tổng rồi cộng hai kết quả với nhau. Chúng ta cùng đến với bài số 3, tính và so sánh kết quả. Mở ngoặc 3 cộng 5 đóng ngoặc nhân 4 và 3 nhân 4 cộng 5 nhân 4. Nhiệm vụ của các em trong bài tập này là các em sẽ tính giá trị của hai biểu thức, sau đó so sánh và rút ra kết luận. Các em cùng làm bài vào vở cho cô nào. Và bây giờ các em sẽ cùng đối chiếu bài làm của mình với kết quả của cô nhé. Mở ngoặc 3 cộng 5 đóng ngoặc nhân 4 bằng 8 nhân 4 bằng 32. 3 nhân 4 cộng 5 nhân 4 bằng 12 cộng 20 và bằng 32. Vậy mở ngoặc 3 cộng 5 nhân 4 đóng ngoặc bằng 3 nhân 4 cộng 5 nhân 4. Và ở biểu thức thứ nhất chúng ta thấy 3 cộng 5 chính là một tổng và 4 là một số. Và nhìn vào đây ta thấy đây chính là dạng toán nhân một tổng với một số. Ta sẽ có mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc nhân C sẽ bằng A nhân C cộng B nhân C. Và đây chính là quy tắc nhân một tổng với một số. Vậy muốn nhân một tổng với một số ta làm thế nào? Muốn nhân một tổng với một số, ta sẽ lấy từng số hạng của tổng nhân với số đó rồi cộng hai kết quả với nhau. Như vậy là cô vừa giúp các em nắm được cách thực hiện dạng toán nhân một số với một tổng. Muốn nhân một số với một tổng, ta sẽ lấy số đó nhân với từng số hạng của tổng rồi cộng hai kết quả với nhau. Ngoài ra, các em còn nắm thêm được cách thực hiện dạng toán nhân một tổng với một số. Và muốn nhân một tổng với một số, ta sẽ lấy từng số hạng của tổng nhân với số đó rồi cộng hai kết quả với nhau. Cô mong rằng qua những nội dung cô vừa chia sẻ cùng với sơ đồ này sẽ giúp các em biết vận dụng để làm tốt các bài tập có liên quan. Các em hãy nhớ tính toán thật chính xác và cẩn thận các em nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình Siêu trí nhớ học đường lần sau.